thì tự nhiên lại gặp bà này ở ngay cửa tiệm thuốc. Đó, thế là lâu ngày không gặp thì mới gọi là ê, đi đâu kể má tôi nè. Thì bà này thì đã bị cận, nó không nhìn thấy. Em có đăng lên trên Facebook của em một cái dòng trạng thái là nói chung là mình đã hiểu được cái con người của mình như thế nào rồi. Bây giờ mình hãy sống thật với bản thân của mình, chấp nhận những con người thật bên trong của mình. Thế không hiểu sao mà vợ em nghĩ là nói xong là nói chuyện với lại người bạn thân của vợ em à. Trời ơi, trời ơi bà ơi, mình ăn nhà BD. Xin chào hai MC cùng tất cả mọi người đang xem chương trình. Em là Nguyễn Hữu Huỳnh. Hiện tại thì năm nay cũng 30 tuổi rồi. Đang làm người mẫu diễn viên, ca sĩ tự do. Lần đầu tiên em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Thị Khanh. Hiện tại công việc của em là nhạc sĩ. Quay ngược thời gian lại đi. Kể cho anh nghe coi sao mà hai đứa coi như là gặp nhau nè. Lần đầu gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cái việc của bọn em quen biết nhau thì cũng là qua một người bạn. Ngày xưa là em mới vào Sài Gòn là em có đi hát. Đi hát cái hội chợ với lại một người anh. Thì người anh đấy có vợ, thì là ngày xưa là vợ của em là cũng làm nhóm nhạc, cũng đi hát với lại vợ của anh ấy. Thì em quen anh ấy thì anh cũng giới thiệu qua đi hát, thì nói chung là cũng quen biết bạn này qua Facebook, cũng tương tác nói chuyện qua lại thôi. Em cũng chỉ wow, hóa ra bà này là nhạc sĩ. Ngày xưa cũng viết mấy bài cũng hay nhạc phim. Đúng rồi. Lúc đấy mình cũng ấn tượng vì một cái ấn tượng bài năng trước đúng không? Dạ vâng. Thì khi tự nhiên thấy một cái anh người mẫu, thấy một nhà ca sĩ vô làm quen với mình thì Khanh cảm thấy như thế nào? Bạn thân em nói với em là tôi có một người này cũng muốn làm mai cho bà. Thì lúc đó là em cũng tò mò. Thì bạn em khi mà giới thiệu hình ảnh cũng như là đưa cho em xem Facebook thì em cũng rất là ấn tượng về ông xã tương lai của mình. Em thấy bạn sao mà cao quá, cao mà cao đến 1m8 lận ạ. Rồi hình như là cũng từ Bắc vào Sài Gòn, cũng đang lập nghiệp. Thì em thấy là chắc là bạn đây cũng đam mê và cũng đang bắt đầu công việc về nghệ thuật ca hát ở đây. Thì em suy nghĩ là nếu mà mình có dịp như thế nào đó mình sẽ tương tác với bạn trong một chương trình mà bạn tham gia, một chương trình ca nhạc. Thì em thấy bạn có hát bài hát rất là dễ thương và cùng nhảy những vũ điệu đáng yêu với lại ca sĩ diễn viên chị Minh Hằng ạ. Em thấy là bạn này chắc là về cái lượt viral và tương tác lúc đó thì cũng khá cao ở trên Facebook và fanpage, nên em cũng thời điểm đó thì em cũng đang tìm một số bạn ca sĩ cover cho cái bài, cho bài hát của em thêm lan tỏa. Thì ca khúc của em mang tên là Bá Hồng Nơi Trái Tim do ca sĩ Vi Oanh thể hiện, thì em có ngỏ lời mời Huỳnh Anh thể hiện ca khúc. Bằng cover em làm chị gọi là tò mò quá, cho nên em có thể một vài câu đúng, cho đúng chương trình đúng không? Đúng rồi. Cho quý vị khán giả. Em xin hát một đoạn ca khúc Đóa Hồng Nơi Trái Tim. Nếu trời cao có ban điều ước, con nguyện cầu chia sớt thanh xuân, xin cùng con bước qua tháng năm, sau này con tóc phai màu. Đóa hoa hồng cài nơi trái tim, ấp ôm tình mẹ che chở bao năm. Hay quá. Từ khi con bé thơ. Dạ, một đoạn hay quá. Rồi đến khi nào thì có nghĩa là các bạn phát hiện rằng bên kia mới đúng là cái đối tượng của mình cần phải theo đuổi. Lúc đấy thì em cũng quen một bạn khác nữa. Cái lúc mà em đang chở bạn gái cũ của em đi, thế là em đi mua thuốc thì tự nhiên lại gặp bà này ở ngay cửa tiệm thuốc. Đó, thế là lâu ngày không gặp thì mới gọi là ê, đi đâu kể má tôi nè. Thì bà này thì bà ấy bị cận, nó không nhìn thấy. Xong là về em dở khẩu trang đây nè, nhìn thấy chưa. Đó, xong là tự nhiên là về bà này nói chuyện với lại em của bà ấy, bảo là cái ông này ngày xưa cũng ve vãn tán mình, xong rồi không hiểu sao im lặng. Tự nhiên hôm nay còn đi với bồ nữa, nghe ghét quá, gay lắm. Sau cái đợt đấy thì em với lại cái bạn kia thì cũng tan. Thì cuối năm đấy thì cũng buồn các thứ, xong là cũng em cũng đi du lịch đó đây hay là tự một mình ấy, như kiểu là mình cũng chữa lành. Xong là em có đăng lên trên Facebook của em một cái dòng trạng thái là nói chung là mình đã hiểu được cái con người của mình như thế nào rồi. Bây giờ mình hãy sống thật với bản thân của mình, chấp nhận những con người thật bên trong của mình. Thế là có một người thầy của em là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Thì người thầy của em thì với vào nói là nói chung là mọi người thì cũng biết hết rồi, thế là mà em cũng không cần phải che giấu cái bản thân của mình đâu. Thế không hiểu sao mà vợ em nghĩ là nói xong là nói chuyện với lại người bạn thân của vợ em à. Trời ơi, trời ơi bà ơi, Quỳnh Anh nhà BD. Quỳnh Anh nhà BD. Thì lúc đó em nói với bạn thân là giờ tôi mới biết là trời ơi, nào giờ là
quen bạn gái cũ, cũng có bạn gái là để che mắt vậy thôi, chứ thôi sống thật vậy cũng tốt. Thì miễn sao mình lại cô Quỳnh Anh rồi. Miễn sao là lý do gì mà em đồng lại ý quen đồng ý Quỳnh, quen ảnh Quỳnh em. Lúc đó trên TikTok có một cái trend nhỏ thì em thích cái trend đó, cho nên em up lên cái story của em. Thì Huỳnh Anh không hiểu cái trend đó là gì nên có comment vô hỏi, thì em cũng nhiệt tình trả lời cho bạn. Chị nói chuyện qua lại thì Huỳnh Anh có nói với em là nếu mà đi chơi hay gì đó thì khoảng mấy giờ thì về tới nhà. Thì em nói là thường thường tôi đi chơi khoảng 10-11 giờ tôi mới về hà. Xong rồi Huỳnh Anh nói là về sớm ngoan như vậy thì xứng đáng có 10 người yêu. Thì đúng lúc đó mình đâu có người yêu đâu. Cái em mới nói trời, tôi bây giờ tôi có một mình hà, tôi đâu có quen ai đâu. Xong rồi lúc đó Huỳnh Anh mới nói là tôi cũng vậy. Bây giờ hả, sao tự nhiên tôi tốt với người ta mà hả, người ta lại không có ở bên cạnh tôi nữa. Thì lúc đó em mới biết là Huỳnh Anh chắc là thật sự là chia tay người cũ rồi. Nhiều khi mình có hiểu lầm về cái giới tính của Huỳnh Anh đó. Cho nên nói chung là cả hai cũng nói chuyện với nhau. Và sau đó các mấy đứa gặp gỡ với nhau như thế nào? Hẹn hò đầu tiên ra sao? Ở hẹn đâu? Hẹn hò đầu tiên ở đâu? Làm gì? Hẹn hò thì hôm đầu tiên là em rủ đi xem phim ạ. Đó xem phim. Mục đích của em chỉ là để đi coi cái bộ phim mình thích thôi. Thì em mới gạt cái đồ mà để tay xuống để chia khoảng cách lại. Để có gì đừng có gần nhau quá. Thì không ngờ là lúc mà cái phim đó nó hết hồn thì em cũng có hơi sát vô Huỳnh Anh chút xíu. Thì lúc đó Huỳnh Anh lại gạt cái đó lên. Gạt cái barrier lên. Dạ dạ đúng rồi. Thì tự nhiên cái Huỳnh Anh lại vòng tay qua ôm eo em. Thì cái này thì em thấy thân mật quá. Nếu mà mình thả ra hoặc là mình phản ứng gì thì nhiều khi kỳ hơn. Dạ. Cho nên thôi kệ, em cứ để yên, dù gì bạn này thì em cũng biết 2-3 năm rồi nên chắc cũng an toàn, không sao. Rồi Huỳnh Anh mới nắm tay em cũng đang tay vô. Rồi em cũng suy nghĩ coi mình có cảm xúc chưa. Sao? Dạ. Có còn làm gì nữa không? Cảm xúc lúc đó thì giống như là giống như hai người bạn đang nắm tay nhau. Thôi mình cứ để yên vậy đi. Thực sự là lúc đó nghe cái khúc đó thì mình vẫn còn ngại, mình vẫn chưa xác nhận được là mình thích hay không nữa. Sau đến một tuần nữa thì bọn em có hẹn nói chuyện với nhau về những cái thứ mà mình mong muốn trong một cái cuộc tình. Đó, thì bắt đầu thì bọn em bắt đầu chính thức tìm hiểu. Bao lâu thì tụi em chính thức là của nhau? Trước khi có ở chung với nhau không? Thực sự thì bạn này thì bạn ấy có một cái quy tắc là giống như kiểu là quen như này, kiểu là một tháng là bao nhiêu thì mới như vậy. Em thì bảo nhanh lên, bảo là hôm đấy tại vì bạn ấy xem, bạn ấy căn ngày bảo đúng một tháng thì mới ấy. Nên em bảo thôi cuối tuần thì tôi phải về nhà, từ thứ hai thì tôi bận, tôi không đi được đâu với các thứ thế nào. Thế là em cứ hối. Sống là phải bằng cảm xúc đúng không? Chuyện yêu đúng nhau là phải bằng cảm xúc. Rồi hai đứa có sống với nhau trước khi đám cưới không? Trước khi đám cưới thì bọn em đã sống với nhau rồi. Em với lại Khanh thì nói chuyện với nhau thì chính thức bọn em xin phép được ra mắt gia đình hai bên và bọn em tổ chức đám hỏi. Thì lúc đấy hai bọn em mới về nhà với nhau. Còn trước đó thì bọn em vẫn giữ là ai ở nhà nấy. Ủa nhưng mà vậy là thời gian mà hai đứa yêu nhau vậy có lúc nào em ghen với những cái quá khứ của ảnh không? Cái thời gian mà trước khi đám hỏi là trong 3 tháng đó thì em thấy chồng em có giữ một số món đồ thì giống như là mình nhìn mình cũng hơi thắc mắc là không biết ở đâu, nhiều khi là quà tặng hay gì đó, hay là giữ cái gì đó không biết là của ai đó không, thì em cũng có hỏi ủa cái này của ai vậy? Ví dụ chai nước hoa thì là của người yêu, chắc là của người cũ tặng. Đúng không? Bây giờ phải hỏi đường sau liền. Cái chai nước hoa đó của ai? Là của người cũ. Dạ vâng. Tại sao lại giữ nước hoa? Không, thật ra tại vì cái chai dầu thơm thì những cái đồ mọi người tặng em ấy, mấy cái đồ bọn em hay dùng ấy, thì em vẫn giữ lại để dùng thôi. Tức là chai dầu thơm để tặng cho em là mùi nam đúng không? Dạ dạ. Ồ vậy được sao em? Trời ơi, cái mùi mình thích mình cứ giữ lại mình xài chứ mắc gì? Anh thì không có giận quá nhưng mà em nhìn cái sắc mặt em cũng sợ rồi. Chương 2 đi em. Rồi, tới chương 2. Tới cái phần khui tật xấu rồi đó Khanh. Chồng của em thì nào giờ thì tính tình thì cũng nhiều khi thì cũng hơi thẳng thắn và hơi nóng chút xíu thôi ạ. Tính đúng không? Dạ. Đi ăn gì đó, ví dụ em đang hí hửng muốn đi ăn khuya, họ thích ăn món này món kia, đang trên đường đi coi phim về thì anh ấy thôi đi về luôn, về ngủ buồn ngủ quá rồi. Thì tự nhiên em cũng hơi khó chịu tại vì mình thì mình cũng có cái sở thích này sở thích kia, còn chồng mình thì hay vội vàng, vội vã hay bàn ra, chưa có quan tâm cái cảm xúc và cái sở thích của mình lắm, mặc dù cái sở thích của mình thì nó cũng hơi nhỏ rồi chị móc ra được rồi nè. Dạ. Nóng tính nè, không chịu quan tâm đến cái cảm xúc và sở thích của vợ mình nè, đúng không? Rồi hỏi tiếp nè,
có trưởng thành chưa hay vẫn còn như con nít? Dạ có con nít, tại vì ví dụ đang đi ra đường xong rồi cái Quỳnh Anh đang tập hát cái bài nào đó mà vừa thoáng nghe trên trên truyền hình thì muốn hát thử coi cái nốt nó cao không, thì tiện đang đi thì sắp đi đi ngang qua mấy cái chị kia cũng đang lái xe, tiện đi ngang qua đúng lúc cái cái xong rồi khiến người ta cũng hết hồn làm em quá rồi anh kỳ quá à. Nhỏ nhỏ thôi chứ có ghen không? Dạ em thấy chồng em cũng có nhưng mà cũng hơi khéo khéo ạ, nên khéo hay là kiểu như lại cũng lại hú lên là tôi đang ghen lắm đây, hay là em có biết là anh đang ghen không? Em có biết là anh đang rất nóng không? Hình như là cũng tương tự như em, là kiểu biểu cảm cũng hiền hiền xong rồi cũng nghiêm túc nhưng mà cái cách thể hiện và cái ánh mắt lúc đó cũng hơi sắc sắc, tức là xài mắt nhẹ nhàng. Dạ. Xài mắt để xử nhau đúng không? Mấy cái này là toàn là nó tức giận mà nó thể hiện qua cái nét điện ảnh không? Chị mới nói là xài mắt đó. Đó. Hồi nãy có nói chồng em là nóng tính, nhưng mà có khi nào mà nóng tính nó đổ hết tất cả lên vợ không? Hoặc là cái cơn nóng tính của bạn ấy, là em có biết cái nguồn cơn của cái chuyện nóng tính đó là nó như thế nào? Do chồng em trước đó cũng hay về sức khỏe cũng hơi có vấn đề, chồng em cũng hay bị nhức đầu à, nên nhiều khi có một số vấn đề khi mà mình đang xử lý thì chồng em lại sức khỏe lúc đó lại căng thẳng quá, rồi thần kinh, rồi lúc đó lại nhức quá, bị áp lực quá, nên lúc đó giống như là không kiểm soát được lắm, nên có hơi nóng tính một chút xíu. Thì mấy cái này thì em cũng thông cảm. Về bệnh lý, cái đó là bệnh lý rồi. Cái đó là không phải tật xấu. Rồi bây giờ mong muốn Quỳnh Anh thay đổi điều gì để bác Khanh? Em thì em muốn chồng của em có thể là sau chương trình này thì chồng của em vẫn sẽ quan tâm em nhiều hơn, cùng em đồng hành với những sở thích của em. Còn những sở thích của chồng em thì em luôn ủng hộ. Ví dụ anh thích đá banh, chơi game hoặc là coi phim hoạt hình, những cái sở thích nó dễ thương, nó lành mạnh. Ừ. Bây giờ tới Quỳnh Anh. Anh thấy Thủy Khanh nó hiền quá. Quá hiền luôn. Bây giờ mình moi ra tìm một cái tật xấu Thủy Khanh chắc không có đâu đúng không? Xấu thì chắc là về cái thói quen. Đêm thì hay thức khuya. Thức khuya mấy giờ? Thường là ngày xưa là khoảng tầm đến tận 3 giờ. Nhạc sĩ 3 rưỡi sáng. Tại vì em thì đi làm cả ngày mệt rồi, đến khoảng tầm 12 giờ là em đã rất là buồn ngủ rồi. Sau về cùng với bà này thì 1 giờ mãi chưa thấy ngủ. Em bảo tắt điện đi ngủ đi. Mãi chưa thấy ngủ, xong là lát em dậy 3 giờ rồi, vẫn chưa thấy gì. Đó, xong là cứ ngủ muộn như thế, xong là sáng dậy uống cà phê xong là không chịu ăn sáng. Xong là em nói rất nhiều lời ăn. Cho dù là nhạc sĩ mình phải chấp nhận những cái lãng mạn để mình sáng tác, nhưng mà vừa phải thôi, ai đời 3 giờ sáng mới ngủ đâu có được. Ngày này qua tháng nọ, rồi xong rồi dậy trễ rồi thì lại uống cà phê và không chịu ăn nữa thì không mà chết. Cái đó là chấp nhận tật xấu. Ê, nó dễ dẫn đến lao lực đó nha. Nó dễ dẫn đến lao lực nguy hiểm lắm á. Rồi tiếp đi, tiếp tục. Có ai ghen không? Em thì cũng xương hả? Xương. Cũng bằng ánh mắt thôi gì. Đúng rồi. Thôi thế cũng được, chấp nhận. Tại vì vợ chồng là phải ghen chứ. Yêu nhau là phải ghen, miễn là không có đụng tay, đụng chân, đập đồ, đập đạc đó. Ghen bằng ánh mắt. Hai bé này nó điện ảnh mà. Thú vị, nó điện rất là thú vị. Có hay lèm bèm cầu nhau gì không? Lèm bèm thì hay, tại vì em hay vứt đùa lung tung á. Nếu như vậy là lòi ra bừa bộn. Dạ, đúng rồi. Bao che nha. Đây là một tật xấu, hay là tật xấu. Nói đi, nói. Không, bây giờ lòi ra bà này nữa là tật xấu bao che cho chồng. Mà em quên, em chưa nhắc tới thôi. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em cũng mong vợ em là để ý sức khỏe nhiều hơn. Đấy, để ý những cái em lèm bèm về cái việc mà mình thức khuya lại không ăn này các thứ đấy thì đều là do mong muốn cho cái tương lai nó tốt hơn. Anh rất muốn trước khi chia tay, anh rất muốn Huỳnh Anh có một điều gì đó thể hiện với Thủy Khanh. Đúng rồi. Hai đứa đẹp đôi lắm. 1m8 này, ôi rồi ôi, bé bên đây cũng đúng mấy, vừa mét bảy mấy, hai đứa đứng lên nào, khoe phọt nào. Đó. Quá trời đẹp rồi. Nói trời gì, nói đi. Tôi cũng rất là cảm ơn em đã đến với lại cuộc đời của anh. Em là lý do để mà anh thay đổi bản thân mình. Trời ơi, đáng yêu quá. Cảm ơn hai vợ chồng hôm nay đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Và nếu được, trong năm nay bác sĩ báo tin vui. Chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tăng Thịnh, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên. Dạ, em tên là Ngọc Hương, em 25 tuổi. Hiện nay em đang ở nhà làm nội trợ. Con em được mấy tuổi rồi? Dạ, bé lớn của em được 3 tuổi, còn bé nhỏ thì 1 tuổi rưỡi. Trời, vậy là có con từ lúc 22 tuổi đó, vậy sao vậy hả? Hai em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào và ai để ý ai trước? Dạ, cách đây là khoảng hơn 10 năm, là hai đứa em gặp nhau lần đầu tiên ở trong tiệm net của dì vợ. Hơn 10 năm tức nghĩa là 15 tuổi là em mới gặp anh này. Dạ đúng, em hay tới tiệm net chơi lắm, lúc đó là có ba chị em họ phụ ở trong tiệm net. Thì hai người kia rất là thân thiện vui vẻ. Có vợ em là chỉ có đứng mình ngồi mình nói cũng mình luôn mà đen thui ốm nhách
đeo mắt kiến xong cái dán mắt vô trong màn hình nha. Nhưng mà em đặc biệt để ý tới vợ em, tại em thích như vậy. Thì anh để ý em mà anh chảnh lắm, tại vì đám bạn của anh nói anh học giỏi nên anh chảnh, rồi em cũng không có để ý, em không quan tâm luôn. Lúc đó là em ở lại lớp một năm rồi, học lại một năm nữa mà cũng bị thi lại 6 môn. Dạ thì cũng nhờ là vợ em bị thi lại anh, xong cái em mới tình nguyện chủ động là qua để kèm cho vợ em thi lại. Thì nhờ thi lại đậu luôn, 3 tháng sau là vợ em đồng ý là bạn gái của em. Tình yêu là suôn sẻ không? Suôn sẻ không? Dạ không, mà thì bắt đầu 2 năm tiếp theo là sống yêu nhau trong lén lút rồi bị phát hiện. Ủa 18 tuổi có quyền yêu nhau rồi mà vẫn không Dạ, tại bên gia đình em thì không đồng ý cái chuyện là yêu nhau trong lúc học hành. Rồi dần cái hai bên gia đình cấm hai đứa gặp nhau luôn. Nhưng mà hai đứa trong thời gian đó vẫn lén lút gặp nhau. Nhưng mà gia đình vợ có đồng ý không hay là chỉ có gia đình chồng không đồng ý? Dạ, ban đầu thì cũng đồng ý, nhưng mà sau thì thấy bên gia đình chồng em không có... không đồng ý. Dạ, nên cũng... bầu ấy không đồng ý luôn. Dạ, cũng muốn em tập trung vào chuyện học hơn. Rồi thành ra là căng thẳng. Dạ. Rồi em vượt qua những cái điều đó như thế nào? Bây giờ cố gắng đợi anh. Anh khi mà anh học xong, anh đi làm, anh vững chắc thì anh sẽ cưới em. Nhưng mà tiếp theo một năm đó là cuộc tình của tụi em là đi vào bế tắc. Căng thẳng luôn đúng không? Dạ. Bế tắc rồi sao vợ em? Mà bế tắc quá rồi em mới hẹn anh ra để nói chia tay. Thì lúc mà nói chia tay thì không có kết quả, anh cứ níu kéo rồi. Em thì nghĩ quẩn nên em nhảy xuống sông luôn. Trời ơi. Lúc đó em cũng không biết bơi. Thấy bạn gái của mình nhảy xuống thì em thực sự lúc đó em sợ. Cái lúc đó là em chỉ cảm thấy là phải cứu bạn gái của mình. Rồi sao? Nên em cũng bám víu ở phía trên bờ rồi cũng ráng đưa tay ra để mà cứu vợ bạn gái của em. Cái tới lúc đó cái anh nói một câu mà làm cho em thay đổi hết suy nghĩ của em. Anh nói là bé ơi đưa tay cho anh đi, đừng có bỏ anh, làm ơn đi. Trong cái em đưa tay và anh kéo em vô. Nhưng mà em biết bơi không? Dạ không. Trời ơi, dễ sợ. Sau cái chuyện đó là em khẳng định với vợ em là tới cái ngày sinh nhật 20 tuổi của em là em sẽ dẫn vợ em đi đăng ký kết hôn. Chị nghĩ là nhân cái việc này á, tụi em nên khuyên những cái bạn trẻ mà yêu sớm như tụi em đó, yêu từ lúc mình còn nhỏ, đừng có như tụi em. Tại vì bây giờ tụi em vẫn đạt được mục đích của mình là yêu nhau, nhưng mà không nhất thiết là phải dùng cái hình thức kia. Hương nên nói đi. Lúc mà yêu nhau thì còn trẻ nên không có suy nghĩ được nhiều, nên cứ nghĩ là ba mẹ em không đồng ý là không còn cách nào để thay đổi được nữa hết. Thì mình khuyên các bạn là cứ thẳng thắn cho gia đình biết cái tình cảm của mình là lành mạnh, mình muốn tiến tới hôn nhân để mà yêu đương trong sự bảo bọc của gia đình thì sẽ không có sai lầm giống như hai vợ chồng mình lúc trước. Còn em cũng khuyên các bạn là trước khi mà làm gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Đúng rồi, suy nghĩ cho kỹ cái việc mà mình làm. Hay là cái nữa là ba mẹ là người ruột thịt của mình nên có gì cứ bày tỏ hết với ba mẹ. Đúng rồi. Và tôi mong rằng tất cả các bạn trẻ, những đôi lứa yêu nhau, chúng ta khi mà bị ngăn cản giữa hai gia đình thì chúng ta cũng phải nên là tìm cách phải nói làm sao cho ba mẹ mình, thuyết phục cho ba mẹ mình biết, chứ đừng có nhiều khi nghĩ quẩn như cặp vợ chồng này. Tuy nhiên là tất cả mọi thứ cũng đã suôn sẻ. Đây cái việc đó mà thành công đó. Rồi. Mà cũng chưa thành công đâu chị. Hả? Nữa hả? Đăng ký xong tới ngày mà hẹn đi lấy á, cái ảnh trốn tiêu luôn. Là mất công em chạy tới nhà em chửi, em thủng vô. Rồi hên là không có ba mẹ chồng ở nhà. Nguyên sớm nghe hết trơn. Ôi vậy? Sao lại trốn? Dạ lúc đó em thật sự sợ chị. Tại bây giờ đăng ký kết hôn rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để làm được một cái đám cưới. Trong khi là lúc đó em lại không có nói chuyện với ba mẹ. Lúc đó chị nghĩ là ba mẹ không đồng ý rồi là sau này cũng không đồng ý luôn. Nên khi mà lấy được cái giấy đăng ký kết hôn về thì ba mẹ biết chuyện đó. Xong ba mẹ em phản ứng rất là kịch liệt. Rồi sau đó hai đứa em sống tự lập và sau đó làm đám cưới. À vậy đó hả? Nhưng mà anh muốn hỏi là đến bây giờ thì cha mẹ của đôi bên đã... Dạ rồi. Em về em nói với gia đình em thì mẹ em nói là bây giờ mẹ không cấm nữa. Tại vì pháp luật xã hội đã công nhận hai đứa là vợ chồng rồi. Mà gia đình của Thịnh thì không tán đồng thì mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa. Có cái nhưng mà cái đám cưới đó thì không có bà nội. Dạ. Không có bà nội thôi. Dạ. Rồi đến khi nào bà nội ngoại đều quê. Dạ sau đó thì nhóc lớn em được 6 tháng thì ba mẹ em chủ động sang thăm rồi hóa giải mọi biến cố giữa hai gia đình. Với lại từ lúc qua là thấy thương vợ em nhiều. Tới lúc đó thì em mới chính thức biết mặt ba mẹ chồng em. Rồi từ lúc đó tới bây giờ thì ba mẹ hỗ trợ cho hai vợ chồng em nuôi con, nên em rất là biết ơn ba mẹ. Bây giờ
hỏi thật lòng luôn á. Dạ. Các bạn thấy là cái việc làm của mình á, dạ, trong cái quá trình mà mình chưa được sự chấp nhận của bên nội á, dạ, thì cái lỗi là phần mình hay lỗi phần là do bên ông bà nội? Dạ. Đến theo... bây giờ thật lòng các thật bạn lòng nghe. Nói thật lòng. Theo em nghĩ á, là không hẳn là lỗi do ai mà là do tuổi tác của cha mẹ với con cách nhau nhiều á nên không có hiểu được nhau. Thì ba mẹ cứ ra sức cấm đoán rồi con á thì chống đối phải không? Dạ, cứ cứ muốn làm thì làm cho bằng được thôi. Rồi cái không không hiểu nhau, không chia sẻ được với nhau. Đúng rồi. Bây giờ thì các bạn có muốn nói gì với bên bên nội không? Nhất là bạn á, có muốn nói gì với ba mẹ chồng của mình không? Dạ, tại vì cái chuyện mà em giận chồng em tới trước nhà sùm hết thì tới thời điểm này luôn là cũng 4-5 năm rồi mà ba mẹ chồng em cũng không biết lý do tại sao. Nên em rất là muốn xin lỗi ba mẹ chồng. Con quá bức xúc với cái việc làm của chồng. Con là không có chia sẻ thẳng thắn với ba mẹ để chuyện tình cảm của tụi con bế tắc như vậy. Nên con mới hành động bộc phát như vậy thì con mong là ba mẹ bỏ qua cho con. À, em có muốn nói điều gì với ba mẹ của em? Mong ba mẹ tha lỗi hết cho tất cả những gì mà hai vợ chồng con đã gây ra. Và con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Tại vì thật sự là dù có đi xa bao nhiêu nữa thì ba mẹ vẫn là cái chỗ dựa vững chắc nhất. Nhân dịp này con cũng xin cảm ơn ba mẹ của vợ con. Tại vì đã cưu mang bảo bọc hai vợ chồng con trong lúc mà hai tụi con bế tắc. Dạ, con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Nói chung là cảm ơn ông bà nội, bà ngoại. Rồi, sau khi cảm ơn xong, bây giờ sau đây là tới phần giật mặt nhau. Đại hội giật mặt bắt đầu. Bây giờ chồng em á, ảnh ở nhà có hiền mà ảnh có cái tật xấu gì? Dạ, ảnh chỉ có cái tật xấu là ảnh vô duyên, đi ngoài đường ảnh vô duyên giả mang. Vô duyên sao? Hai người phụ nữ đang đi song song vậy nè, ảnh chen vô ảnh đi ngay giữa mà đi cho bằng người ta vậy. Ủa vụ gì vậy? Cái gì vậy? Thôi về nhà nói đi. Có chỗ đâu cho người ta đi, đi hết đường. Vậy đó. Trời, cái đó vô duyên thiệt. Thì có bao giờ bị phản ứng lại chưa? Dạ, người ta bất ngờ quá. Tại vì đàn ông mà đi nói vậy, người ta bất ngờ quá, cái người ta thục làm sao. Ôi, nhưng mà em giỡn không dám chạy lên. Dạ, tại em đi xe em cũng hơi quạo. Tại đi cái đường thì nhỏ mà cứ hai người cứ đi giữa đường, cứ đi hoài á. Em bực bội, em tìm cách vô giữa. Rồi, ngoài ra còn gì nữa không? Hồi đó ông nói em đen thui. Bây giờ nè, trắng trẻo nè, nhìn vợ quá tươi vậy. Bây giờ có ghen không? Lúc mà mới quen là đã ghen rồi nên thôi, cái đó không có đặc biệt gì. Ghen bình thường hay là ghen bệnh? Ghen thấy ghê. Anh chở em đi ngoài đường á mà người ta dòm em á. Cái anh chạy ra cái lối xe ô tô luôn. Cái em nói đi sát vô đi, sao đi đây? Cái nói chạy ra đây cho người ta khỏi dòm. Trời vậy. Cái em nói nguyên lại bên kia người ta dòm hết trơn rồi mới chịu sáp vô lại. Rồi dòm anh đánh ra thêm một lần. Dạ, cũng sừng sừng sọ lên. Có không? Dạ, có rất có là nhiều lần. Nhìn bà dân có không? Lúc đó vợ cũng vợ em tươi với lại cũng có hai con rồi. Thì cái người đó cũng biết mà cứ nhắn tin không có lành mạnh. Em không có biết, em vô tình em đọc được. Xong cái một thời gian sau á thì vô tình em mới gặp được cái anh đó. Nên em cũng cũng bực lắm. Trước mặt anh đập cái nón bảo hiểm xuống. Anh nhào vô anh tính đánh rồi xong cái em can hết được rồi cái em với lại hai đứa nhóc ngồi trên xe khóc. Cái anh thấy vậy cái anh kìm lại. Nhưng mà lý do mà lý do chứ em ghen vợ em vậy? Dạ tại cái thời trang của vợ em á chị. Thời trang giống như con nghèo nghèo vậy chị. Ví dụ như ở dưới kính thì phải trên hở một chút. Ở trên kính thì dưới phải hở một chút. Nhớ tôi nhìn cái bộ đồ cô dâu mà tôi cũng biết nè. Dạ. Bây giờ đi người ta nhìn kỳ lắm, em bực bội lắm. Hôm nay muốn mày mạo mưa đi không? Nhưng mà ngược lại thì em có ghen chồng em không? Dạ không. Vợ em sao? Hung dữ. Dạ. Đã lời lắm rồi. Cũng có. Thì cũng xong phi rồi bay đá rồi lên gối chơi đỏ. Dạ. Động đa động chân quá. Dạ. Với lại thôi. Không? Tại vì nhường thôi, em nhường thôi. Dạ. Đúng không? Dạ, từ xưa giờ anh chưa quýnh lại cái nào hết. Chứ cỡ này mà thổi ngay dám bay vô dám. Với lại cái nữa là cũng gần đây đi gọi đầu gần Tết anh. Ta nói 70 ngàn xong mới lặng lặng đi ra ngoài. Cái đứng ở trước tiệm là sùm giờ đó khóc. Trời ơi. Kêu gắn cái bảng ở trước á, 70 ngàn cái đầu. Để cho ma vô. Trời ơi, vậy hả? Người đã xíu con. Trời ơi, cái tiệm nó chắc bữa nay chuyển qua cái tiệm cạo đầu luôn đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em là chịu khó dọn dẹp chút. Em sẽ cố gắng làm chung với vợ. Với lại cái nữa là đừng có xin đi chơi mình nữa. Không phải đi mình mà tại vì em giữ tụi nhóc mệt quá rồi. Tối muốn ra ngoài cho mát một chút vậy. Mà nếu mà chở tụi nó theo là phải quần áo, sữa tả, rồi nón, khẩu trang, lum la.
nên em nói thôi cho em đi một chút thôi, em về trước 10 giờ. Mà thấy mà hơn 10 giờ cái là con đang ngủ vậy, nắm đầu dậy hết, chở vòng 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 đi kiếm vậy. Sao để cái em hết em đi luôn. Có phải là do em ghen không? Em cũng có một chút. Tại đồ ở trên, hoặc ở trên hoặc ở dưới cái tưởng tượng. Dạ, tưởng tượng. Rồi còn em? Lúc mà em đang giận á, đừng có nói. Để cho em nguôi giận đi, rồi nói gì cũng được hết á. Chứ để mỗi lần em giận cái nói nhay quá, hồi em nổi điên, em quýnh, chảy máu, đâm hết trơn. Trời ơi, trời đất ơi, giận không nói. Mà đi ra mà chửi thì tìm người ta, không nói thì nó trúng nó hốt mà luôn á, đừng giận. Còn nói gì nữa không? Dạ không, em chỉ mong em chồng em thay đổi chuyện đó. Trời ơi, chồng dễ thương quá. Chứ chồng không có mong muốn vợ là bớt dữ một chút hả? Dạ em cũng thích vậy. Trời, thích dạ. Bị vợ đánh đúng không? Dạ dạ không phải, thích giữ để mà tự bảo vệ mình. Thực ra cái cặp này mà. Thì cũng còn quá trẻ, 25 tuổi mà đã nuôi hai đứa con, đúng không? Mà dạ. mà coi như là cuộc sống của các bạn thấy rất là vui. Thấy dạ. Vợ chỉ kêu chồng coi như là thay đổi một chút xíu để mà bảo vệ được chồng đó. Là thấy cái mong muốn của em rất là dễ thương, là vì xuất phát từ yêu chồng mà ra, biết cái tật của mình bị nóng tính. Em là thuộc loại nóng tính bộc phát á, giống như là em nóng là cái cơn em là em phải dạ. Em phải nổi điên vậy đó, là em không nổi điên là em chết đó. Đúng không? Dạ. Không có kèm được đúng không? Dạ. Đó. Dạ. Thì thôi mình cũng thôi né đi. Tại biết đâu nhiều khi á, em kèm không nổi á. Dạ. Động thủ một cái là vợ ốm nhom nhách vậy đâu có chịu nổi đúng không? Thì thôi giờ vợ nó mong vậy á, thì em cũng né đi. Dạ. Đó cái điều đó chị thấy cũng đúng. Đó. Còn ngược lại đó thì những cái mong muốn của chồng em đều là chính xác. Dạ. Vấn đề đây không phải là bừa bộn mà dạ. Nó ảnh hưởng đến cái không khí, cái môi trường sống của con mình. Dạ. Cho nên là kệ thôi, mình chịu khó. Thứ hai nữa là bớt giữ với chồng một chút. Thì đó, chị chỉ mong muốn như vậy thôi. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn rồi, chúc chị. Em hạnh phúc. Dạ, nha. Vợ chồng rất là đẹp đôi chị ơi. Đấy. Người quen của chị. Con rể tôi. Dạ. Yeah. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện là em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ừ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Dạ, con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Dạ. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em. Dạ. Em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về rồi. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả Một Đời Ân Oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả Một Đời Ân Oán luôn cái lúc. Dạ. Đó đó. Rồi, cực ha, em. Hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Và hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô. Cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng. Đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được. Không sao cả, nghe. Gọi sao chú cũng nhận hết á. Đó. À, Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp à. Chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. 32. Là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Không, nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng ở luôn. Lấy lợi luôn. Lâu sau bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim.
sức. Nhưng mà cô hỏi nè, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Ừ. Thì á là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là con thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ánh mắt lúc mà nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm. Nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy mình có một chút cảm tình từ ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đó. Lúc đó là còn xíu sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. À. Còn quần thì sao con? À. Khi mà con biết lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không mình? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà về sau con biết là không phải. Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một lời ngoài án đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ôi anh hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan đúng không? Big fan của phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra là xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao lúc mà con make up cho anh á? Rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy ạ. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không, mà gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt á thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. À. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng mà cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền. Rủ đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con đi chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút. Cô ấy, ôi người ta mới 21 tuổi mà. Rồi lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa bước, đúng không? Chuẩn bị bước qua 20, lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến đấy với cả bạn ấy thì là Quyên đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay lúc sao? Là con quay xong rồi. À, đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không make luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu lận, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng rồi, bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong rất sáng nghiêm túc, kín trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết mà phổi nữa đấy. Rồi sao
Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là, lúc ấy cũng rất là mệt rồi, và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là còn rất là, cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi, lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn là ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không, áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mẩy nhở, sao mẩy mẩy tiếng Bắc á, mẩy là nó hấp dẫn á, mẩy nhìn nó là hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ, sau đó thì cũng rồi sao mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông Kim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, dạ, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. Sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó chắc Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Còn tại sao không? Sao con quay về, con quay về phòng trọ. Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt, và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó, mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo, và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn, mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Từ trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố ạ. Vì
biến cố là trong là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế, trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi là vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ là nhận nhau đúng không? Dạ. Sao vậy cho Quỳnh nó nói coi, Quỳnh tại sao vậy con? Đuổi con cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau ấy, thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy và trong khi đã yêu nhau được một năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật là... Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là... Có nghĩa là dọn nhà đi luôn á? Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia thì ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ạ. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không. Tức là chú không hiểu à? Anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau. Cãi nhau rồi. Và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ nào, không thì... thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo, lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Rồi khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều, đốt rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu cũng yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em
lúc bút thử hai vạch á. À lúc em là... mới á. Mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Vui. Vậy là cưới liền. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi, thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho vợ. Tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Ồ. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không hay là con làm KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi cái thứ đấy á. Đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng cái một ông diễn viên, coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Rồi hay quá. Và sao rồi vậy lại hay em rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả viết rồi dạ, em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nha. Rồi bây giờ là đã nhận phim đại chưa? Chắc là đến sang năm ạ. Con đi cho giờ... cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi là có thêm đứa nữa thì sao? nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu lại có đứa nữa thì sao? Thì lại tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi, có kinh tế rồi là thuê giúp việc, rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngước mắt thôi vợ luôn ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được. Giúp việc, cô giúp việc cũng mới, cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè. Nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy. Hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay. Nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm. Đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ. Nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả. Như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đúng rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa?
hay là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi thì, lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có không, em hay là ngủ? Không lèm bèm, về nhà ngủ luôn. À, nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy, chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về. Và đến 10 rưỡi, 11 giờ vẫn anh đang về đây. Xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn ạ. Là vừa nghe chồng ngáy rồi vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc đấy con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là nhậu, đi nhậu ăn với sinh nhật ạ? Ăn sinh nhật bạn bè. Ăn sinh nhật bạn bè là đối tác các thứ. Là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Còn không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là vậy anh hả? Tặng. Vâng. Ủa chứ cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi hơi ạ. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất bớt. Bất bớt xong bây giờ bất luôn. Không ạ, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn ạ. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì... Thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ. Thế là ngày xưa thì cũng hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm này. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi một ngày. Bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi, lúc không? Vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới... Lãng mạn hơn một chút, con tự đúng rồi. Rồi, lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi, vâng. Bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen, rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Nhưng mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống thì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim nghĩa là cái... bỏ luôn rồi con, cái đấy con bỏ luôn rồi, bây giờ là bỏ hẳn rồi. Còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy nghĩa. Con bảo là anh không, em không thích như thế, bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế, mà em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen anh
lướt qua của anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà, thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Là như vậy là hai vợ chồng em ok rồi. Hai vợ chồng em mà không có gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Nhớ cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá, nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè, là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói chắc nó có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Thế là con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá. Nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Còn bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Nha. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tỏ tình nè, tỏ tình là không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn đó. Thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mày đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha. Trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc.